Xuân xin chào tất cả mọi người nha. Hôm nay Xuân xin phép được giới thiệu với mọi người về một ngôi chùa có tòa tháp bằng gốm sứ cao nhất Việt Nam. Chùa tọa lạc tại đường Bồ Thị Xuân, quận Tân Bình. Bây giờ Xuân xin mời mọi người cùng Xuân, chúng ta sẽ cùng nhau tìm hiểu đôi nét về ngôi chùa này nha. Và hiện tại thì Xuân đang đứng trên đường Bồ Thị Xuân. Đây, đây là đường Bồ Thị Xuân. Đây là và ngôi chùa mà Xuân muốn giới thiệu với mọi người, đó là chùa Viên Giác. Đây là chùa Viên Giác, chùa tọa lạc tại số 193 đường Bùi Thị Xuân, phường 1, quận Tân Bình, thành phố Hồ Chí Minh. Và đây là cổng bên hông chùa. Thì cổng bên hông chùa thì có hai vị thần Kim Cang đứng hai bên và một tượng Phật ở phía trước. Đây là cổng bên phụ bên hông. Đây là cổng tam quan chùa. Bây giờ chúng ta sẽ cùng nhau đi vào cổng bên phía bên đây ha. Đây là địa chỉ nơi chùa tọa lạc. Đó. Ở đây là bên ngoài. Phía bên ngoài của chùa, khuôn viên chùa. Và chùa Giác Viên Giác thì mở cửa và đóng cửa là sáng thì từ 6 giờ đến 11 giờ 30. Và chiều thì 13 giờ 30 đến 21 giờ. Đây là bên ngoài khuôn viên của chùa. Bây giờ thì mình sẽ cùng nhau đi vào bên trong ha. Và khi đi vào bên trong thì trước tiên mọi người sẽ phát sát khuẩn tay trước. Và ở đây có máy sát khuẩn. Giờ mình sẽ đi vào khuôn viên thì từ ngoài đi vào thì phía bên tay phải là tòa tháp chuông. Ở phía trên và phía dưới là có một bàn thờ của thần. Đây. Và ở đây có một tòa tháp nhỏ nè. Đây có các tượng Phật. Và từ ngoài cổng đi vô thì phía bên đây là có một vị thần. Đây. Một vị thần ngoài đi vô. Và mình sẽ đi vào bên trong nha. Thì phía trước là có tam, có ba vị Phật ở giữa là chính điện. Thì ở giữa là tượng Phật Thích Ca. Và phía bên phải là tượng Quan Thế Âm Bồ Tát. Ở giữa là Phật Thích Ca. Và phía bên trái là Địa Tạng Vương Bồ Tát. Và một điều đặc biệt, điểm nhấn của ngôi chùa này chính là tòa tháp bằng sứ cao nhất Việt Nam. Đây. Và trước tòa tháp là tượng Phật Di Lạc, một được chạm khắc màu trắng, được trong tượng màu trắng. Đây. Và đây là tháp bằng gốm sứ cao nhất Việt Nam. Đây là tòa tháp bằng gốm sứ cao nhất Việt Nam của chùa. Đó. Và từ ngoài cổng đi vô phía bên tay trái thì ở đây chúng ta có một tượng Phật, tượng Bồ Tát ha. Đây. Và phía bên đây ở trên là trống Bát Nhã. Và ở dưới là Địa Tạng Vương Bồ
Bồ Tát và hai bên là Thần Tài và Thổ Địa. Đây. Giờ mình sẽ cùng nhau đi vào chánh điện. Thì chùa tọa lạc tại số 193 đường Bùi Thị Xuân, một con đường nhỏ thuộc phường 1, quận Tân Bình, thành phố Hồ Chí Minh. Và đường này thì nằm ở gần chợ Phạm Văn Hai. Và chùa thì với lối kiến trúc và trang trí Đông Á Đông đẹp mắt, cùng ngôi tháp bằng sứ, gốm sứ cao nhất Việt Nam, chùa Viên Giác được nhiều người dân địa phương đến đây chiêm bái ha. Đó. Và chùa Viên Giác thì theo Phật giáo Bắc Tông và do Hòa Thượng Thích Hồng Tịnh khai sáng vào năm 1955. Ban đầu chỉ là một cái am nhỏ được dựng lên để ẩn tu, nên lúc đó có tên là Độc Giác. Sau những lần kiến tạo quy mô, chùa được đổi tên là Viên Giác, có ý nghĩa là sự giác ngộ tròn đầy. Đây là chính điện của chùa. Và phía dưới đây là giảng đường của chùa. Phía dưới đây là giảng đường. Chùa có một tầng ở phía dưới là giảng đường. Thì diện tích của chùa thì không lớn, nhưng lại thu hút ở kiến trúc là theo kiến trúc Á Đông nói chung và Việt Nam nói riêng, một cách uyển chuyển và tinh tế, với hệ thống kèo cột, ruồi mẹ đỡ mái, ô cửa tròn, tường bao lượng sóng, mái ngói cong gam màu vàng và nâu trầm, đỏ gạch làm chủ đạo. Này ha, đây là kiến trúc của chùa. Cột kèo, đây là kiến trúc của chánh điện chùa. Đây. Đó, kiến trúc của chùa khá là đẹp, theo kiểu Á Đông. Đây là chánh điện. Thì vào chánh điện thì phía trước là có tượng Phật Di Lặc được chạm khắc bằng gỗ. Đây tượng Phật Di Lặc được chạm khắc bằng gỗ ha. Đây, ở phía trước. Và đi vào bên trong thì phía sau là phía bên tay phải và với bên tay trái thì sẽ có tượng thần hộ pháp. Đây là tượng thần hộ pháp phía bên tay phải ha. Đó. Là một tượng thần hộ pháp phía bên tay trái ở phía trước chánh điện. Đây. Đây là một tượng thần hộ pháp ở phía bên tay trái. Đây là tượng phật hộ pháp phía bên tay trái. Và trên bốn cổng của chánh điện là có các vị thần kim cang, 8 vị thần kim cang. Bên đây phía bên tay trái là 4 vị thần. Và cánh cửa, 4 cánh cửa ở phía bên tay phải là có 4, cũng là 4 vị hai bên. Đó. Và đây là Phật điện. Phía trước là tượng Quan Thế Âm Bồ Tát và phía sau bên trong là tượng Phật Thích Ca rất là lớn. Đây. Đó. Ca rất là lớn. Và phía trong là có các vị Phật nổi nhưng mà mình không có đi vào được. Đúng rồi, bên trong không đi vào được. Nên mình sẽ quay ngoài thôi ha. Đây. Phía bên trong là tượng Phật Thích Ca. Chùa thiết kế khá là trang nghiêm và theo kiến trúc của Á Đông. Và hai bên, nếu mà mình nhìn trên Phật điện nhìn xuống thì hai bên đều có hồ cá.
ai, sừng sữa quay hầu cá. Rất là đẹp ha. Nhìn từ trên đây, bao quát được hết. Đó. Và phía sau này là khu của chùa, cho nên là mình không có đi vào được ha, mình chỉ ở đây thôi. Khá là đẹp luôn đó, ở đây và phía trước là có ba tượng ba vị Phật thì được chạm khắc bằng đồng ha, nhìn khá là đẹp. Ở trên này thì mình sẽ nhìn thấy được tòa tháp nè. Đó. Tòa tháp được thiết kế bằng bằng gốm sứ cao nhất Việt Nam luôn. Đó. Và vừa rồi thì Xuân đã giới thiệu sơ đôi nét về chùa Viên Giác tọa lạc tại quận Tân Bình cho mọi người cùng biết đến. Mọi người có thời gian thì hãy đến đây chiêm bái và mình cũng có thể chụp hình ở đây, khá là đẹp. Xin cảm ơn mọi người đã dành tình yêu thương để xem hết video về cảnh chùa của Xuân. Nếu mọi người thấy hay hãy cho Xuân một lượt xem, một lượt thích và một lượt chia sẻ, một lượt đăng ký để ủng hộ kênh của Xuân nha. Xuân sẽ cố gắng ra thêm nhiều video về cảnh chùa hay hơn, xen kẽ vào đó là về cảnh vật xung quanh cũng như là về du lịch của Sài Gòn nói chung, của Sài Gòn nói riêng và của Việt Nam nói chung mình. Xin xin cảm ơn mọi người. Bây giờ thì xin phép dừng video tại đây. Hẹn gặp lại mọi người vào những video tiếp theo. Bye bye mọi người.